Hello anh em, lại là mình Sơn Sơn đây. Hôm nay mình sẽ đưa anh em đến với mảnh đất Kim Bôi Hòa Bình để tiếp tục với hành trình đi làm xe của mình nha anh em nhá. Còn bây giờ hành trình như thế nào, lắp có xe nào và những gì sẽ xảy ra trong hành trình đó thì bây giờ anh em cùng theo chân mình để xem hết video nhá. Let's go. Hôm nay tôi sẽ dẫn anh em đến với mảnh đất Kim Bôi Hòa Bình và cho anh em biết như thế nào là cố chấp anh em nhá. Hiện tại mình đang mặt tại Ứng Hòa của Hà Nội đấy. Còn cách Kim Bôi khoảng tầm 40-50 km nữa. Nhưng mà anh em có thể thấy không? Đó. Nói chung là nó rất đúng với câu mà dân chơi không sợ mưa rơi anh em nhá. Đây. Hôm trước video đông anh lần trước bị gãy chân bùn nhưng mà tôi vẫn không thèm lắp anh em ạ. Đấy, vẫn không thèm lắp. Đó. Cho nên anh em nhìn cái kết là anh biết rồi nhá. Đây, tôi sẽ quay cho anh em xem phần cặp của tôi này anh em này. Lý do mà tôi hay đeo cặp da anh em nhá. Đây. Đấy. Đây, quay cho anh em này. Anh em nhìn này. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu đúng không anh em? Đấy. Cho nên là tác dụng của chắn bùn rất là quan trọng. Và đặc biệt là chắn bùn carbon vào mùa mưa anh em nhá. Đó, cho nên anh em nào mua chắn bùn CNC và carbon thì nhắn tin cho mình. Đó, quay cho anh em xem này, nhìn có xe của mình nó có như chỗ đất không này. Nói chung là nó vẫn chưa hoàn thiện đâu anh em ạ. Nói chung là chắc phải gọi là lắp xe cho anh em hòm hòm vớt vớt đơn thì mới tiếp tục làm xe được. Còn kia anh em kìa, đó xa xa kia đấy, trời cơn đen xì luôn đấy, yêu quái sắp đến rồi nhưng mà vẫn xe đi lắp và quay video cho anh em xem nhá. Còn bây giờ thì bắt đầu cuộc hành trình thôi. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. Ok, hiện tại mình đang có mặt tại nhà khách và đây là con xe của khách. Thì nói chung là hiện tại mình đang có mặt tại Kim Bôi. Đó. Đây, 28FP. Hôm trước thì đi lắp ở Bắc Ninh thì có một con biển AE, hôm nay lại gặp một con FP anh em nhá. Thì nói chung là quay trước khi làm thì chủ xe nói chung là cũng lắp được một số các món đồ rồi. Thì đây chúng ta có ghi đông. Ghi đông Trung Quốc 28mm này, cùng lưng đen này, ghi đông đen này. Đấy, đồng hồ 3V Coso này. Kẹp điện thoại xoay 360 độ này. Đó. Chân chống zin, hệ thống phanh này, mâm trước các thứ vẫn là zin. Ở đây thì chúng ta có một quả đèn bi cầu rồng, còn không biết là zin hay là đã thay nhá. Nhưng mà hình như là chắc là thay bởi vì nhìn không khít lắm. Cái màu nhỏ ở đây thì mất rồi này. Đó. Ở dưới này thì có một quả đèn trợ sáng bi cầu mini vuông này anh em này. Đó, cái đèn đấy như 3 hay 4 chế độ rồi đấy. Rồi. Đằng sau này thì đây là X-Men 2 phuộc anh nhá. Đấy, 2 phuộc đôi này. Đó, đã được nâng phuộc này. Kèm theo đó là một chiếc chắn bùn CNC vân carbon này. Đó. Nói chung là đấy, sơ qua là như thế. Còn tí nữa làm xong thì mình sẽ quay cho anh em xem tiếp nhá. Ok anh em nhá, nói chung là xong rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục quay và review cho anh em xem hôm nay chúng ta làm những cái gì. Thì ok, với con xe này thì hôm nay chúng ta gọi là mở màn. Vừa nãy mình có hỏi mấy cô em ở gần đây xem là ở cái khu vực này, ở cái khu vực trường này đã có cái anh em nào chơi cái dòng gấp này chưa. Thì cũng vui vì đây là con đầu tiên của cái khu vực này anh em ạ. Anh em vào xác định, xác minh giúp tôi nhá. Hiện tại ở đây đang ở chỗ nào Kim Bôi em nhỉ? Vĩnh cái gì? Vĩnh Đồng. Đấy, hiện tại mình đang có mặt ở khu vực Vĩnh Đồng của Kim Bôi Hòa Bình. Đấy, anh em vào xem, xác minh xem ở đây anh em đã có con CNC V2 bản nâng cấp này chưa. Đó. Thì tôi hỏi mấy cô em đây thì bảo là con này là con đầu tiên. Thì gọi là mình đã mang con đầu tiên về đến chỗ Vĩnh Đồng của Kim Bôi này anh em nhá. Ok, con này thì
lắp cho một phuộc hai phuộc đều ok anh em nhé. Nhưng mà đây chủ xe lắp hai phuộc thì cái cục lưng này, cục chuyển đổi này các thứ này thì là chủ xe đã có sẵn rồi từ trước rồi, thì là lắp là ok anh em nhé. Đây nhìn thế này thôi nhưng mà rất là chắc chắn, rất là ok luôn. Còn cái phần này thì là để dành cho những em nào đi phuộc đơn đấy. Rồi mình đã lắp lại chắn bùn và chỉnh lại chắn bùn cho chủ xe này anh em này đó. Còn bát biển thì chủ xe lắp sẵn rồi anh em nhé. Rồi và tiếp theo đó là hôm nay mình đã lắp cho chủ xe một combo phanh đĩa Brembo này anh em này đó. Brembo này, đĩa này, đĩa to này, ốc titan này anh em này đó, được chưa? Đây anh em này, đấy, ok chưa? Căn chỉnh các thứ này, đây quay cho anh em xem luôn này, đó, rồi dây dầu các thứ tay phanh thì mình đã lắp ở trên này rồi anh em nhé, đó, được chưa? Rồi và cuối cùng thì hôm nay mình đã lên cho chủ xe một con Isuzu 8S bản trong suốt này anh em này, từ từ mở cho anh em xem này. Đây một con Isuzu 8S bản trong suốt ở trong này anh em này, đấy lắp đặt như zin luôn, nói chung là cũng không cần quay nhiều. Ok, thì nói sơ qua cho anh em về cái combo này thì nói chung là mình vừa xem kiểm tra thì động cơ của con này nó hơi nhỏ anh em ạ. Động cơ này zin của xe thì nó lại có, đây, nó lại có 48V 650W. Thường thường là các cái dòng xe X-Men đổ lên, ấy, các cái dòng xe X-Men phổ thông ấy, thường thường nó sẽ là 60V 800W. Nhưng mà cái này có 48V 650W. Còn mình cũng không rõ là nhà sản xuất, nhà thiết kế nó như thế nào, nhưng mà đây là xe bánh zin nguyên bản của xe anh em nhé. Thì mình cũng căn chỉnh các thứ để cho nó phù hợp với cả là động cơ với cả là bình thôi. Đấy, hiện tại là chạy 5 bình đấy. Còn đồng hồ các thứ thì nó nói chung là báo đầy đủ tốc độ các thứ nha anh em nhé. Đây. Đấy, nói chung là đây, phanh bóp này anh em nhé. Đó, ok chưa? Rồi, đấy, nói chung là tình hình nó là như thế. Rồi, còn bây giờ thì có lẽ là mình sẽ bàn giao cho chủ xe con xe này và thanh toán và quay trở lại Hà Nội. Hẹn anh em những con xe tiếp theo nhá. Còn đây là ông của chủ xe này. Đấy. Ông của chủ xe chính là người đầu tư cho cái gọi là dự án này anh em nhá. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn anh em những con xe tiếp theo. Ok anh em nhá. Tình hình là hiện tại là mình đã xong xe cho chủ xe rồi. Và bây giờ mình bắt đầu di chuyển từ Lương Sơn Hòa Bình để về Hà Nội, tiếp tục cuộc hành trình đi làm xe cho anh em. Thì có lẽ là đây sẽ là cái ca cuối của ngày mai rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi về. Còn bây giờ mình sẽ quay cho anh em một số các cái thước phim hành trình đi về của mình nhá. Và hẹn anh em những con xe tiếp theo. Bye bye. Đây em nhá, nói chung là mình đang ở Lương Sơn Hòa Bình về anh em này. Đây, đi qua biển sóng đó. Nói chung là cách chỗ mình khoảng đâu đó khoảng hơn 60 cây anh em ạ. Và tình trạng của xe mình bây giờ nó đang còn khoảng 82% anh em ạ. Đó, chưa? 82% này. Đó, ok. Nói chung là giữ sức về đến nhà em nhá. Còn bây giờ có lẽ là mình sẽ dừng video tại đây và tắt điện thoại đi để đóng các căng một tí để về cho sớm anh em nhá. Hẹn anh em những con xe tiếp theo. Bye bye. Ok anh em nhá, nói chung là mình đã di chuyển đến về Hà Nội rồi và mình đã về đến chỗ mình ở rồi anh em nhá. Về đến nhà rồi thì quay đây cho anh em xem luôn. Thì review sơ qua cho anh em về cái con chiến mã này anh em nhìn. Anh em nhìn cái lốp là biết rồi nhá. Đó, nhìn chưa? Cái phần này ma sát dưới đường này rất là căng luôn, còn cái phần này này không chạm tới luôn anh em nhá. Còn anh em biển này, anh em xem biển của tôi nó còn vừa nãy cái máy quét biển số xe nó còn không nhận ra các anh em này. Đó. Và nó về pin. Pin thì nói chung là cũng không nóng lắm. Và tình trạng pin thì đây, bật cho anh em xem này. Đấy, nó còn những 43% đấy anh em ạ. Đó, thế này mà phi một vòng Hòa Bình nữa vẫn đủ anh em ạ. Đó, ok, nói chung là ok đấy. Đây, tem này, pin của mình, tem mình này. Đó, được chưa? Đấy. Đây, quay dàn trước này. Đây. Đó, khá là ok phết anh em nhỉ. Sở động cơ xem nó có nóng không? Cũng không nóng lắm anh em ạ. Ok đấy. Cái này mai tôi sẽ mang đi rửa và sẽ quay cho anh em xem review chi tiết con này anh em nhá. Ok, bye bye. Đó anh em ạ, đó là hành trình một ngày đi làm xe của mình. Và nói chung bây giờ khoảng 10 giờ đêm rồi, mình đã kết thúc một ngày làm việc. Bây giờ mình sẽ
kết thúc video tại đây. Hẹn anh em những con xe tiếp theo nhé. Bye bye.